Con lừa nhà ngươi chính là hòa thượng Phi Bạc sao? Đúng vậy. Nếu đã biết danh hiệu của bổn tọa còn dám ra đây chịu chết, ngươi cũng to gan lắm. Lần trước các ngươi bao vây thành Tỏa Dương không có lấy mạng của ngươi, hôm nay ngươi lại tới bao vây, chắc là một lòng muốn chết rồi. Nếu đã như vậy thì mau chóng qua đây đi. Trước giờ ta không giết tướng sĩ vô danh, mau báo danh tính lên đi. Bổn tướng quân là Dương Bằng tướng quân, dưới trướng của Tiết đại nguyên soái của Đại Đường. Chà. Chà. Hây chà. Báo! Khởi bẩm nguyên soái, Dương Bằng tướng quân đã bị Phi Bạc của Phi Bạc Thiền Sư giết chết rồi. Yêu tặc to gan, yêu tặc đáng hận thiệt, dám giết một đại tướng của ta. Không giết tên này sao khiến cho ta hả dạ được. Dương Thành Lăng Vân nghe lệnh. Có mặt tướng. Lệnh cho hai người dẫn 2.000 tinh binh, 1.000 thiết kỵ nhanh chóng ra ngoài chém đầu yêu tăng này. Tuân lệnh. Mã Tiêu nghe lệnh. Có mặt tướng. Người dẫn 2.000 nhân mã ra ngoài áp trận, nếu phát hiện Dương Thành bọn họ không đánh hoặc có gì bất thường thì lập tức kêu rút quân. Tuân lệnh. Nguyên soái, nguyên soái, lão phu cảm thấy ngài phải bình tĩnh lại mới được đó. Quân sư của ta, một vị đại tướng giỏi giang của ta bị tên yêu tăng đó giết chết, ngài kêu ta làm sao bình tĩnh đây? Muốn đánh thắng trận thì nhất định phải bình tĩnh. Trung tướng nghe lệnh. Có. Mở cửa nghênh địch. Dạ. Cha 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 cha. Là ai tới đây vậy? Giết! 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 Chà! Hơi! Chà! Hơi! Chà! Hơi! Chà! 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 Báo! Báo cáo nguyên soái, không xong rồi, Dương Thành tướng quân và Lăng Vân tướng quân chết hết luôn rồi. Hả? Yêu tăng này là ai vậy? Hả? Hung tợn tới vậy, giết liên tục mấy tướng của ta. Bẩm nguyên soái, về võ công hòa thượng không cao cường như mấy, chỉ là ám khí của hắn rất lợi hại, lực sát thương cực mạnh, mấy vị tướng quân đều chết với ám khí của hắn. Là ám khí gì vậy? Phi Bạc hai cánh, ám khí khi đánh trận tốc độ cực nhanh, chỉ thấy dịch sáng màu đỏ đánh trúng mục tiêu không ai đề phòng được. Mã Tiêu ơi, Mã Tiêu, ngươi là quan áp trận, tại sao không nhắc nhở hai vị tướng quân để họ tránh được ám khí chứ? Bẩm nguyên soái, hai vị tướng quân đã chiếm thế thượng phong lúc đánh trận, Phi Bạc hòa thượng cũng không đánh lại được họ. Điều không ngờ chính là Phi Bạc hòa thượng ở trong thế bị động đột nhiên xoay ngựa, mặt tướng đang định nhắc nhở, nhưng mà chỉ trong chớp mắt Phi Bạc của hòa thượng đã bay xuống dưới, không ai ứng phó được. Mặt tướng... Im miệng. Mã Tiêu, người thân là quan áp trại, dò la không rõ ràng còn dám xảo biện sao? Người đâu? Có. Lôi Mã Tiêu ra ngoài Diên Môn chém đầu. Nguyên soái, nguyên soái, Tiêu nguyên soái. Mạc tướng áp trận bất lực, tội đáng chém đầu. Nhưng trước khi mạc tướng chết, muốn khuyên nguyên soái vài câu. Phi Bạc hòa thượng không phải là cường địch, nhưng khiến quân ta tổn thất binh lực, thất bại liên tục, sao lại như vậy? Trong quân ta có nhiều tướng tài giỏi,
có thể đối phó với Yêu Tăng, không thiếu người tài, nguyên soái lại không chịu dùng tới, tại sao lại như vậy? Mạc tướng Tô Gan khuyên nhủ nguyên soái, điểm binh dùng tướng phải suy nghĩ tới đại cục, không được vì tình cảm riêng, nếu không quân ta sẽ thất bại. Khoan, Mã Tiêu, trước khi ngươi chết, dám khuyên răng nguyên soái, khoan nói tới đúng sai, chứng tỏ ngươi có gan hơn người, có thể suy nghĩ cho đại quân. Hôm nay miễn tội chết cho ngươi, ở lại quân chờ lấy công chuộc tội, để xem thế nào. Thả Mã Tiêu ra đi, truyền lệnh treo biển miễn chiến đấu, ngừng chiến 3 ngày. Các vị tướng quân sau khi ra trận đề phòng ám khí của Yêu Đạo. Chúng tôi hiểu rồi, xin nguyên soái yên tâm. Được, mau mở cổng thành chuẩn bị chiến đấu. Dừng lại đi. Thu binh. Quân sư, đã khuya rồi, sao còn chưa ngủ? Tuổi đã cao rồi nên ngủ ít đi, cũng không ngủ được nên mới ra đây đi dạo, gặp quỳ soái ở đây. Quỳ soái cũng không ngủ được sao? Liên tiếp bại 3 trận liền, hao binh tổn tướng, ta làm sao có thể ngủ chứ? Nói cũng đúng, ta cũng bỗng dưng nghĩ đến một số chuyện cũ của trước đây, làm như thế nào cũng không ngủ được. Vậy à? Phải rồi, nhớ lại năm xưa cùng với Tần Thúc Bảo Trình Giáo Kim, Quốc Trì Cung cùng nhau khởi nghĩa, lại nghĩ đến nhiều năm trước chúng ta cùng nhau chinh đông. Nhớ lại năm xưa, thời gian đó đúng thật là thoải mái, không như bây giờ, làm cho ta phải tâm lực kiệt quệ. Ủa, không lẽ năm xưa nguyên soái cảm thấy thỏa thích lâm ly, không có điều gì đau lòng và khó xử hay sao? Tất nhiên là có. Nhớ lại trước đây, ta có năng lực, ông ấy đã kích ta, kiềm chế ta, không cho ta phát huy. Bây giờ nghĩ lại, con người ông ấy đúng thật là rất đáng hận. Người có tài năng không cho người khác phát huy, đối với đất nước, đối với bản thân đều rất là có hại. Nhưng mà ông ta đã quá cố, không còn là nguy hại, chỉ sợ người sau này không rút ra được bài học của ông ta mà thôi. Ê, quân sư, ngài nói có phải ta đang bước vào con đường của Trương Thế Quý hay không? À không, vẫn chưa đi đến mức độ đó đâu. Ôi trời ơi, ta thật sự hồ đồ đáng chết mà. Những tiểu tướng như Đinh Sang họ có năng lực này, tại sao ta không phát hiện chứ? Trái lại còn nghĩ cách kiềm chế chúng. Điều này không lạ. Điều đáng chú ý nhất cũng chính là điều làm người ta cảm thấy khó hiểu nhất. Ta hiểu rồi.
Đa tạ quân sư, nửa đêm nửa hôm còn đến nhắc nhở ta.